Mấy bạn có biết đang làm gì không? Nó đang làm thịt tân châu đó. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ lên làm một cái clip uống sữa tươi tân châu đường đen khổng lồ. Và bây giờ mình sẽ cần một cái ống hút khổng lồ. Sau lưng mình là một cái bụi trúc và mình sẽ đi cưa mấy cái cây trúc đó để làm một cái ống hút khổng lồ. Các bạn cùng theo dõi clip của mình nha. Mình đã cưa xong 4 cái ống trúc để làm cái ống hút rồi. Ủa? Chưa mà. Ủa cái đó mở sẵn rồi hả? Ai mở vậy? Tao mở. Hình như mất anh Khúc nữa. Để vô đi. Ủa đang quay luôn hả? Quay gọn đẹp lắm á chị. Come and fly away with me. Come and fly away.
cá khổng lồ. Sữa tươi trân châu đường đen đựng trong hồ cá khổng lồ. Mọi đứa lấy cái đi. Bây giờ mình sẽ không chơi ống hút bình thường nữa, mình sẽ chơi bằng cái ống hút này. Quậy lên mấy đứa ơi. Húp đi, húp đi. Một, hai, ba lên chưa? Ủa, có dính gì mà không lên đâu. Ở đây quá tuyệt thật luôn nè mấy bạn. Lên không thể. Cái hút mỏng đây nó nốt vậy là nó hút lên cái tuột xuống. Hút lên cái tuột xuống. Không được. Ai chơi lấy hút dài, chơi lấy hút ngắn là không hút được rồi nè. Lại không đó. Mạnh lên. Đâu cái nào vậy? Có hẹn dài nhất á. Quả tật ngang cân. Quả tật ngang cân. Quả tật ngang cân. Thôi để tao lấy cái ống hút bình thường cho nó uống. Hiểu được không? Dạ. Thôi Thiện yếu quá Thiện ơi. Ờ em hút nhẹ cũng lên á. Ừ. Nó làm quá. Cửng phụ miếng rồi mà má. Nè Thị uống ống hút nó đi. Uống kiểu vậy sao phụ mấy chị uống hết được cái này. Uống đi thử. Thì uống hết nổi đâu. Sau khoảng 15 phút chị